Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 26, Việt Nam Medifarm 2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản cùng các tổ chức y tế Nhật Bản và Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo Liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong phòng chống điều trị ung thư và bệnh tiểu đường, các thành tựu trong y tế dự phòng Nhật Bản. Tại hội thảo, các đại biểu của hai nước đã tập trung thảo luận về những chủ đề kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư tại Nhật Bản, ứng dụng liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong phòng chống điều trị ung thư và bệnh tiểu đường, thực trạng và các biện pháp phòng chống điều trị ung thư tại Việt Nam, tác dụng của BioGOT trong phòng chống điều trị ung thư và bệnh tiểu đường. Ban tổ chức hy vọng hội thảo sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các bác sĩ, chuyên gia và đông đảo người dân, góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống và điều trị bệnh, cũng như chủ động bảo vệ sức khỏe.